Phương Nam TV. Cho chào đại biểu Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay bên mình sẽ chuyển giao quy trình kỹ thuật, giao đại biểu đi Ân Chi Hưng Yên các bạn ạ. Ân Chi Hưng Yên. Có quá nhiều các cái đơn hàng mà bên mình thực hiện nhưng mà thực tế là không có thời gian để ghi hình đâu. Những cái video mà mình cũng đang nói là mình sẽ tranh thủ mình quay lại video, mình ghi hình, mình chia sẻ cho quý vị và các bạn. Nhưng mà thực tế là trong quá trình làm việc mình cũng không có thời gian để ghi hình đâu. Thì hôm nay là mình cũng như vậy, mình cũng tranh thủ mình ghi lại một đoạn video ngắn để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Để quý vị và các bạn biết là đơn hàng của bên mình vẫn hoạt động liên tục. Quá trình mà chuẩn bị hàng cũng như là bàn giao hàng cũng như là chuyển giao quy trình kỹ thuật của bên mình vẫn diễn ra một cách đều đặn và liên tục các bạn nhé. Và những đơn hàng của quý vị và các bạn đã đặt hàng của bên mình thì quý vị và các bạn yên tâm là bên mình chắc chắn sẽ lên lịch và chuyển đại biểu cho quý vị và các bạn đúng như là những gì bên mình cam kết về chất lượng đại biểu giống cũng như là cái quy trình kỹ thuật cũng như là quy trình bảo hành đại biểu các bạn nhé. Còn bây giờ thì bên mình sẽ phải đóng đại biểu lên xe và chuẩn bị đi Ân Chi Hưng Yên thôi nhé. Cái lô đại biểu này là bên mình sẽ chuyển đi Ân Chi Hưng Yên này. Số lượng đại biểu chuyển đi Ân Chi Hưng Yên là 20 con các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì đây cái thời tiết ngoài Hà Nội trong mấy ngày hôm nay thì nó trở lạnh đột ngột, nhiệt độ xuống 15 đến 17 độ và thậm chí lại mưa suốt ngày. Nên là bên mình cũng đã thắp một cái bóng sưởi để bảo vệ cho đà điểu đây các bạn này. Đây nhá, là lô đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi này này các bạn này. Mọi người nhìn đi. Đây nhá các bạn nhá. Quý vị và các bạn thân mến, thì về cái chất lượng đà điểu giống của bên mình thì thực tế là bên mình không quảng cáo đâu. Nhưng mà bên mình làm như nào thì bên mình chia sẻ cho quý vị và các bạn như vậy. Cứ không phải có cái mang cái ý nghĩa là quảng cáo hay là lăng xê hay là cái gì đấy. Quy trình bên mình đang làm như nào bên mình chia sẻ cho quý vị và các bạn như vậy thôi. Vì với cái quy trình mà bên mình đang thực hiện ấy, thì chất lượng đà điểu giống của bên mình thì không thể chê vào đâu được. Đà điểu đã được làm đầy đủ 3 lần vaccine trước khi chuyển giao cho quý vị và các bạn, đã trải qua rất nhiều cái quá trình làm kháng sinh cũng như là tuyển chọn các bạn nhé. Đây quý vị và các bạn nhìn đi, cận cảnh đi. Đà điểu của bên mình nhìn nó có đẹp không, long lanh không, nhìn nó có thích mắt không. Với cái quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu của bên mình thì đà điểu của bên mình không thể nào mà không chất lượng và không thể nào mà không chuẩn, không thể nào mà không đẹp được các bạn. Đây là cái lô đà điểu mà bên mình đã tách riêng ra để chuyển ra cho khách hàng bên mình ở Ân Chi Hưng Yên này các bạn này. Đã kiểm tra kỹ lưỡng tách riêng rồi, làm vaccine đầy đủ hết rồi. Chỉ chờ đến ngày giờ giao thôi, thì hôm nay đã đến lịch giao hàng. Thì bên mình đang trong quá trình đóng hàng và chuyển đi Ân Chi Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, thì trong cái năm nay thì mình sẽ đích thân mình sẽ đi chuyển giao quy trình kỹ thuật đến các cơ sở kinh doanh trang trại là điều của các khách hàng của bên mình sẽ trực tiếp tư vấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật. Như hàng năm thì bên mình cũng có các cái kỹ thuật của bên mình đi, nhưng mà năm nay thì sẽ đích thân mình đi các bạn ạ. Mình cũng muốn là trực tiếp gặp gỡ mọi người và cũng trực tiếp mình tư vấn và chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, thì mình cũng tranh thủ nói qua về cái quy trình kỹ thuật nuôi đà điểu để cho quý vị và các bạn biết này. Thì với cái quy trình kỹ thuật của bên mình ấy, thì là trong quá trình mà chăm sóc và nuôi dưỡng đà điểu thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái nguồn rau xanh cực kỳ là nhiều các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi. Đây là cái khu vực rau xanh mà bên mình đã chuẩn bị sẵn để cho vào máy thái cho đà điểu ăn các bạn nhé. Đây cũng có một cái thùng ngô hạt ngâm này. Cái thùng ngô hạt ngâm này sẽ để cho đà điểu thực phẩm nó ăn các bạn nhé. Còn đây là cái khuôn viên mà trồng rau xanh của bên mình này các bạn ạ. Xung quanh khuôn viên của bên mình đều được tận dụng để trồng rau xanh các bạn nhé. Đây là rau muống, cái khu vực trồng rau muống nhưng mà nó lẫn cả cỏ cũng mọc tự nhiên này. Vài các cây phiến chi và các cây làm thức ăn cho đà điểu thì bên mình cũng không cắt đi và chăm sóc và tận dụng luôn. Đây là một cái nguồn thức ăn rau xanh tổng hợp nhé. Bao gồm rau
muống này, cỏ tự nhiên này và cây hoa xuyến chi các bạn nhé. Đấy, dưới xa xa kia thì cũng có cả cỏ voi nữa. Bên mình thức ăn xanh là thức ăn tổng hợp các bạn ạ. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là rau xanh này. Những cái khuôn viên này là bên mình cấy rau muống. Nhưng mà cái cây hoa xuyến chi và cỏ tự nhiên nó vẫn mọc nhá. Thì bên mình vẫn cứ để nó mọc tự nhiên thôi. Vẫn bón phân để cho nó mọc xanh tươi tốt để làm thức ăn cho đà điểu. Đây, cho mọi người xem nhé, cái cận cảnh cái khu vực rau xanh của bên mình nó nhiều như thế nào. Đây này, mọi người nhìn nhé. Tất cả cái khuôn viên này thì đều là cây hoa xuyến chi và cây cỏ voi. Phía xa xa kia thì là một phần rau muống kìa, mọi người nhìn nhé, cái phía xa xa kia. Đấy, chỗ có mấy cái cây nó cao cao ấy, là cái khu vực mà cấy rau muống ấy. Đó. Đây, chú. À, chú lên xe, chú đếm lại đi. Chú trèo hẳn lên xe, trèo lên xe đếm lại đồng hoàng mà. Đây nhá các bạn nhá, đây 20 con đà điểu đã được đóng lên xe này. Cái thảm mình dùng như này, không xô, không sợ đây. Cứ để lưu nguyên này đi. Đấy, có hai cách mà mình đóng đà điểu nhé. Một là mình sẽ cho cát, hai là cho thảm. Với đà điểu bé thì thực tế là dùng thảm sẽ hợp lý. Còn đà điểu to thì bắt buộc phải dùng cát các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại thì đà điểu của bên mình đã được đóng lên xe. Tất cả mọi thứ bên mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Hóa đơn, chứng từ, quy trình kỹ thuật và cái các loại thuốc mà chuyển ra cho khách hàng của bên mình thì bên mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Hôm nay thì bên mình sẽ tặng khách hàng của bên mình đó là cám này kèm theo này và thuốc bổ kèm theo này, bột đá kèm theo này để cho khách hàng của bên mình sẵn những cái thứ mà bên mình đang dùng để khách hàng sẽ chăm sóc và nuôi cơ thể tốt hơn. Sau đó khi hết rồi thì khách hàng của bên mình sẽ sử dụng cái bao bì đó để đi mua các loại thuốc hoặc là cám có thành phần tương đương để về sử dụng. Đó. Tìm nút thương hiệu đó đúng không? Ra cho khách hàng của mình là như vậy. Tất cả những gì bên mình đang áp dụng sẽ chuyển giao toàn bộ cho khách hàng của bên mình là điều chất lượng chuyển giao cho khách hàng, quy trình kỹ thuật chuyển giao cho khách hàng, thuốc cám chuyển giao cho khách hàng. Đấy nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì bên mình sẽ đi về Ân Thi Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Ân Thi Nguyên các bạn nhé. Ok.